Xin chào cả nhà nhé. Nay mình xin giới thiệu cái vườn bưởi của nhà mình. Đấy. Bưởi lên tốt không? Bưởi tốt mà rất là khỏe nhé. Nay mình xin giới thiệu cả nhà, đây là cây bưởi cổ. Cây này siêu già luôn, nó khoảng 50 năm hoặc hơn gì đấy. Ít nhất phải 50 năm. Năm ngoái là năm vừa rồi là nó già cỗi quá, nhưng mà bão nó bị gãy. Thế là mình quyết định mình cắt để cho nó bật lại lộc mới để mình tiến hành ghép giống bưởi mới nhá. Đấy. Thì nữa mình sẽ lên quay trực tiếp các cái mầm. Các bạn nhìn này, các cái mầm nó đã lên này. Đầy mầm này, tu tủa luôn nhá. Đấy, mầm này, thấy không? Đó. Mình đã tiến hành ghép mắt. Đó. Quá xịn luôn nhá. Đây các bạn, mình cho xem các bạn xem là vanh gốc của cây. Đó. Đấy nha, mình tiến hành đo vanh gốc của cây, nó rơi vào khoảng 1m2 nhá. 1m20. Thế còn lên mỗi thân này thì chắc là mỗi thân cũng khủng. Mình có một tay mình đang quay nên là không ấy được. Nhưng mà đây các bạn nhìn này, đấy, một góc mà. Mỗi thân này phải 60. Mỗi thân mình phải 60 nhá. Chưa? Đó. Đây là cái này là mình ghép năm ngoái nhá. Năm ngoái nó có cái mầm này lên này, xong mình ghép mắt này. Đấy, nó phát triển. Ở trên này cũng thế, nó phát triển. Năm vừa rồi mình cắt nốt rồi mình ghép. À, mình cắt này nó lên mầm nó vừa rồi mình ghép này. Đấy, đấy. Đấy. Mình sẽ lên mình quay trực diện cho các bạn nhé. Mình đi lấy thang nữa. Cái cây bưởi này là thân thì nó già rồi, ở trên cành ngọn ngày trước thì nó tán của nó hầu như là kín sân chỗ này luôn. Đó. Nhưng mà cái vừa rồi mình cưa mình cắt ra thì mình thấy cái thân gỗ của nó rất là vẫn là chắc. Thân gỗ không có một vết sâu nào. Đấy, giờ mình trèo lên để mình quay trực tiếp cho các bạn xem nhé. Đây là một cái mắt mình mới ghép này. Đó. Đấy. Này nó ngủ nó sắp ấy. Sắp bật mầm. Ở đây còn đây là năm ngoái cái cành này lên xong mình ghép mắt đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Ghép mắt này. Đấy cái cành này. Đấy. Đấy. Wow, đấy nhà đây để cho các bạn xem, tuyệt vời luôn nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Cả một thân to. Thân này lên nó cao quá, mình cắt bỏ. Mình lấy đây. Lấy các cái cành ở cái tay này, nó khỏe, nó ra rất khỏe đấy nhá. Mọi người xem nhé. Đây. Vết ghép này. Đó. Đẹp chưa? Mầm rất là đẹp nhá. Đây, thế này. Đó. Đây nhá. Đó. Đấy không? Quá đẹp luôn. Này, tuyệt vời luôn. Đúng không? Đây này. Đó. Quá xịn luôn các bạn ạ.
Đây mình quay cận cảnh cái mắt mắt ghép cho các bạn xem nhé. Đấy, đứng ở trên cao nên máy nó hơi rung, máy nó hơi rung nên nhìn này nó nghe chưa đó. Nhá, anh quay trên nhá, đây hai mầm này lên đã rất là tốt rồi nhá. À, mầm này nó lên này à. Đó. Đấy, cái vết ghép năm ngoái mình này. Cái mắt này bị hỏng, mắt này khả năng hỏng, hỏng. Cái này cắt bỏ. À, quá kinh luôn. Tuyệt vời không? Đấy nhá. Đấy, cho các bạn xem vườn bưởi bát ngát này. Đấy, mấy cây bưởi này mình đã là bưởi diễn mình ghép nhá. Bưởi diễn ghép. Thì con ngoài kia là giống mới hoàn toàn. Cây này cũng ghép này. Cây bưởi. Các bạn đã nhìn thấy cây bưởi nào mà to thế chưa? Thấy không? Năm ngoái được 200 quả. Ăn cực ngon luôn. Năm nay nó đang đầy hoa. Để zoom lại cho các bạn xem hoa. Đấy. Hoa bát ngát luôn nha. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn nhớ bấm kênh đăng ký và ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn. Chúc các bạn đầu xuân năm mới gặp nhiều may mắn, vạn sự tốt lành. Mình xin dừng video tại đây.